18. Thì Sàn Hiếp đã vượt qua Hà Nội Buffalo với điểm số là 96-82 ngay ở trên sân Đại Bách Khoa của Hà Nội Buffalo. Tiếp tục là Đăng Khoa, Triệu Hát Minh, cô ném bóng từ bên ngoài vòng cung 3 điểm và đó là một pha ném bóng chính xác của anh. Rồi Đăng Khoa, Triệu Hát Minh, Tinex. Cú bóng vào cầu liên trung bình này của Tam nữa và bây giờ thì họ đang tạo được phát cách biệt là 3 điểm so với Hà Nội Buffalo. Đây là Nguyễn Tuấn Tú và đột phá và đối đổ thành công. Đây là trời rất hay. Trước mặt Phoenix là Mai Bao. 2 điểm. Thủ mã số 3 của Sao Huyết sẽ còn được hưởng thêm một quả đá phạt nữa. Thêm một pha sử dụng tốc độ để vượt qua đối phương. Sang Nguyễn, Lê Ngọc Tú có khoảng trống và Lê Ngọc Tú thực hiện pha ném xa chính xác của mình để giúp được Thu Hẹp đi, chỉ còn lại là 1 điểm, 13-12. Phía Sang Nguyễn, lại là Lê Ngọc Tú có khoảng trống để thực hiện pha ném xa thành công. Đó là pha ném xa chính xác thứ hai của Lê Ngọc Tú từ đầu trận đấu đến giờ. Và anh đã giúp cho đội Buffalo vươn lên dẫn điểm 15-13 so với đội chung. Còn họ đến ngày quả đánh xa của ông Gia Lân. Và bây giờ thì một lần nữa lại vượt lên dẫn điểm 16-15. Trận đấu đầu tiên đúng cái trận đấu của những quả đánh xa ở hai bên đầu sân. Nguyễn Tiến Dương thực hiện pha đá bóng. Bên Sang Nguyễn rất chống trả để thực hiện pha lên đổ và anh đã cú bóng chính xác, đó là sân bên phía Sài Gòn Heat thì Tavares đang là người công của đội chủ nhà Team Well. Lại một lần nữa Team Well có cầu rất thuận lợi nhưng không thể ghi điểm. Dù vậy thì Tavares đã ngay tức hỗ trợ cho đồng đội của mình với một cú đổ thành công và đẹp mắt để giúp cho Sài Gòn có được 2 điểm. Một nỗ lực của Trần Đăng Khoa lại tạo thành cầu cho Mai Bao. Và đó là một pha xử lý rất khôn khéo của cầu thủ bên phía Hà Nội, trong khi bên phía Hà Nội Buffalo là 11 lần. Bây giờ là cơ hội dành cho Hà Nội Buffalo, Lê Ngọc Tú. Một pha lên rổ dễ dàng của Lê Ngọc Tú. Và dù Tavares đã rất nỗ lực. Ông Gia Lân. Quấn xa chính xác của ông Gia Lân cho Sài Gòn. Pha phối hợp tốt của các đội đã bốc lô. Quấn xa chính xác của Stefan Nguyễn Tuấn Tú. Thêm 3 điểm nữa cho đội bốc lô và điểm số này được cân bằng 30-30. Đó mới là lần ném xa thành công đầu tiên của Stefan Nguyễn ở trong trận đấu ngày hôm nay. Team Well. Tavares thực hiện pha ném xa, bóng đá vào rổ. Đó là pha ném xa thành công của Tavares, rất đẹp mắt. Không đầy một phút nữa là đấu này sẽ kết thúc. Pha ném xa của Mai Bao, bóng đá vào rổ. 3 pha ném xa thành công liên tiếp ở hai bên đầu sân. Và điểm số vẫn đang là cân bằng 33-30. Triệu Hoàng Minh, Tavares. Hoàng Minh. Quân bóng chính xác của Triệu Hoàng Minh mang về 2 điểm đầu tiên cho Sàn Hiếp ở trong hiệp đấu thứ 3 này. Đó cũng đã là điểm thứ 8 của Triệu Minh ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và ngay lập tức thì Lê Hồng Tú đáp trả với một cú ném xa thành công. Để bây giờ thì đội đang điểm này thì tỷ lệ field goal của Sàn Hiếp đang bị kéo xuống rất thấp. Chỉ còn có 30%. Sàn Hiếp đã thực hiện tổng cộng đến 52 pha ném bóng. Nhưng chỉ có 16 lần đưa được bóng vào rổ đối phương. Dương Minh An thực hiện pha ném xa, bóng đá vào rổ. Đó là 3 điểm đầu tiên của Dương Minh An ở trong trận đấu ngày hôm nay. Pha lên rổ thành công của Stefan Nguyễn Tuấn Tú. Pha đột phá rất tốt vào khu vực dưới rổ. Là người theo kèm Tavares ở trên sân. Cú ném ở cự ly trung bình thành công của Tennis. Lê Ngọc Tú thực hiện pha ném xa. Đó là một pha ném bóng chính xác của Lê Ngọc Tú. Thêm 3 điểm nữa đủ qua đội Buffalo theo kèm rất sát.
Viên Sang Nguyễn pha lên đổ thành công của Viên Sang Nguyễn. Đang đứng bắt đầu lại vượt là dẫn điểm 45-43 với đội chủ nhà Sang Nguyễn. Mai Bầu pha lên đổ không thành công nhưng vẫn đang là Mai Bầu, và anh đã ghi thêm 2 điểm nữa cho Buffalo 49. Viên Sang Nguyễn một pha lấy bóng rất tốt, thêm 2 điểm nữa cho Hà Nội Buffalo. Bây giờ chỗ dẫn trước đối phương 43-40 thì Sang Nguyễn còn lại 2 giây, 1 giây và pha lên đổ thành công của Stefan Nguyễn Tấn Tú. Hiệp đấu thứ 3 đã kết thúc với điểm số là 53-45 nghiêng về phía Hà Nội Buffalo. Các mình rồi phải công nhận 2 điểm cho Trẻ Minh và đó là tình huống end one. Sẽ còn thêm một quả đá phạt nữa cho Trẻ Minh. Nguyễn Tiến Dương là người đã bị trọng tài lỗi thứ tư của Nguyễn Tiến Dương ở trong trận đấu này. Khi nữa đã ném rổ Triệu Hán Minh. Tavares một cú đổ rất mạnh mẽ, rất đẹp tóc của Tavares. Hy vọng là cú ném cú đổ vừa rồi của Tavares sẽ giúp cho ở trong trận đấu này. Bây giờ thì quách hai bên chỉ còn là 2 điểm mà thôi. 2 điểm cho các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Tình huống end one lại là 2 điểm của Lê Ngọc Tú, lỗi thuộc về Triệu An Minh và Lê Ngọc Tú sẽ được thực hiện thêm một. Không đi vào phía trong rổ và cơ hội dành cho đội chủ nhà. Có một bóng rổ rất mạnh mẽ của Tavares. 2 điểm nữa cho Sài Gòn X. Mai Bầu và lên rổ nhẹ nhàng của Mai Bầu và sẽ còn một quả đá phạt nữa cho cầu thủ này khi trọng tài xác định đã có lỗi của giai đội đã lại được tái lập và có thể sẽ được kéo ra thành 4 điểm đó. Như Mai Bầu tiếp tục thực hiện và đột phá của Mai Bầu không thể ghi được điểm, nhưng lần này thì anh đã được 2 điểm rất dễ dàng. Bây giờ thì quán giai bên phía Hà Nội Buffalo chính là một cái tên cũ của Sài Gòn, đó là Lê Ngọc Tú, anh ghi được đến 33 điểm cho mình ở trong trận đấu này.